Xin chào mọi người, mình là Thủy Linh, rất vui được gặp lại các bạn. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình, vậy thì hãy bỏ ra một chút thời gian ghé vào kênh để xem các video khác. Còn nếu như bạn thích video này, vậy thì hãy để lại cho chúng mình xin một lượt like cùng với một lời nhận xét góp ý bên dưới nhé. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Trong phần trước, Đới Vô Kỵ đã náo động vô U Thành, đập cho tứ đại gia tộc tham gia cùng Vương Thắng một trận giã bã. Vương Thắng may mắn được Lữ Ôn Hầu đưa về trị thương. Vốn là kế hoạch đang tiến triển tốt, lại bị một mình Đới Vô Kỵ làm đảo loạn. Hơn nữa, Tường Vi cũng ở trong tay bọn họ. Điều này làm anh khó chịu. Lữ Ôn Hầu thấy vậy liền can ngăn. Hắn đã phân phó điều tra tung tích của Đới Vô Kỵ trong toàn thành. Lời vừa mới dứt thì hộ vệ chạy vào báo tin. Đới Vô Kỵ sau khi vào thành liền bao toàn bộ phiên hương lầu. Hiện tại người vẫn ở đó. Ngay tới đây, Vương Thắng lập tức đứng dậy. Lữ Ôn Hầu nhanh trí ngăn cản. Đường Sào sử dụng Uyên Ương Mộc làm được một món vũ khí cùng một chút đạn dược. Chỉ bằng hiện tại qua đó lấy nó rồi mới đi phiên hương lầu. Nói rồi mọi người lập tức lên đường. Tuy nhiên sau khi gõ cửa phòng lại không thấy bất cứ động tĩnh gì. Vương Thắng nhận ra có điều gì đó không ổn nên lập tức đạp cửa bước vào. Quả nhiên là Đường Sào đã gặp chuyện. Mọi thứ bên trong tan hoang đổ nát giống như vừa mới có trận chiến xảy ra. Trên tường cùng nền nhà không thiếu vết máu. Sau một hồi tìm kiếm, Vương Thắng cũng nhìn thấy hai chiếc nhẫn. Đôi nhẫn này được luyện chế từ Uyên Ương Mộc, cũng chẳng biết là Đường Sào chế tạo thứ gì nữa. Ngay sau đó là một bình rượu đặt trên bàn giống như kiểu đang cố ý để lại. Bỗng dưng một tên thuộc hạ lên tiếng, có vẻ hắn chính là người sống sót duy nhất để báo tin. Dựa vào thông tin trên miệng của tên kia, Đường Sào đã bị Đới Vô Kỵ bắt đi rồi. Thời gian vừa rời đi không quá lâu, hơn nữa cô nàng còn bị thương nữa. Nghe xong, Lữ Ôn Hầu liền phái người âm thầm bao vây phiên hương lầu, đồng thời cũng tăng thêm nhân thủ truy tìm khắp thành. Nếu phát hiện Đường Sào, Tường Vi hay Đới Vô Kỵ lập tức báo ngay, không được hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này Vương Thắng mới để ý đến Cao Sao, từ nãy tới giờ vốn không thấy bóng dáng đâu. Nghe nói là muốn đi tìm Tường Vi nên đã ra ngoài với nhóm nhân thủ đầu tiên rồi. Vừa nghe xong, cả hai liền biết nàng ta gặp nguy hiểm. Không chờ đợi thêm, Vương Thắng lập tức chạy tới phiên hương lầu. Thấy hành động này, Lữ Ôn Hầu cũng ngay lập tức hạ lệnh phái thêm người đi theo bảo vệ. Chuyển cảnh tới phiên hương lầu, đúng là Cao Sao đang ở chỗ này. Bản thân nàng sau khi nghe tin Đới Vô Kỵ bao trọn phiên hương lầu liền chạy tới đây tìm kiếm. Dạo quanh một vòng ở tầng 1 không thấy, nàng liền đi lên tầng 2. Nửa đêm nửa hôm tối om, một cô gái yếu ớt xông vào đồn địch định cứu người. Tuy nhiên cô nàng lại không hề có vẻ run sợ chút nào. Ngược lại, còn cảm thấy hồi hộp vì sắp lập đại công. Không cho đợi thêm, Cao Dao liền đi tới mở cửa từng phòng dò xét. Sau một hồi dò xét vẫn không thấy nổi bóng người. Trong lúc còn đang thắc mắc thì Cao Dao bất ngờ nhìn thấy có gì ở phía trước. Hóa ra thứ này lại là bình rượu của Đới Vô Kỵ. Vừa định chạm vào xem xét thì cánh cửa đột nhiên đóng lại, khiến Cao Dao vô cùng hốt hoảng. Chưa dừng ở đó, giọng nói của Đới Vô Kỵ chẳng biết từ đâu vang lên, hù dọa cho cô nàng một phen run người. Rất nhanh mọi cánh cửa đều đồng loạt đóng lại. Trong 36 kế, chạy là thượng sách, chỉ là còn chưa kịp chạy ra thì cửa chính đã đóng lại. Không còn cách nào khác, Cao Dao liền tìm một nơi hoàn toàn không một chút kín đáo nào để ẩn nấp. Sau một hồi thì động tĩnh cũng biến mất rồi, tưởng rằng sẽ trốn qua một kiếp. Nhưng đâu ngờ rằng Đới Vô Kỵ đã từ lúc nào thần không biết quỷ không hay ở bên cạnh. Nghe tiếng la hét của Cao Dao, Vương Thắng lập tức chạy tới nhưng không kịp nữa. Bên trong là một khung cảnh vườn không nhà trống, thứ duy nhất để lại là một bình rượu. Nhìn vào bình này, Vương Thắng liền nhớ tới Đới Vô Kỵ. Lần đầu gặp mặt tại hội đấu giá, hắn ta cũng sử dụng chiếc bình này. Hỏi thăm Tần Nhị Gia thì biết được nàng ta đã bị bắt đi, nghe nói là muốn đi ra cửa thành. Nếu như ở bên ngoài thì hắn hoàn toàn có thể giết người. Nghe vậy Vương Thắng càng gấp rút đuổi theo, anh chỉ hy vọng mọi người đừng xảy ra chuyện gì. Lúc này Đới Vô Kỵ đã gần tới cửa thành, tuy nhìn từ xa không rõ mặt mũi, nhưng dựa vào thiên cơ tán của Cao Dao cùng với bộ trang phục màu đỏ, anh lập tức nhận ra đây chính là Đới Vô Kỵ. Bộ răng của hắn vô cùng thản nhiên, rõ ràng là muốn để cho nam chính bám theo. Bất chấp lời khuyên không thể ra khỏi thành của Lữ Ôn Hầu đã nói trước đó. Thế nhưng Vương Thắng vẫn một mực chạy ra bên ngoài. Cũng chẳng biết đuổi theo bao lâu, ngay khi vừa mới bắt kịp Đới Vô Kỵ thì lập tức bị một mũi ám khí chặn lại. Hóa ra người vừa động thủ chính là Đường Nghị của Đường Gia. Lần trước hắn đã không thể giết chết Vương Thắng trong hội giao dịch, hôm nay nhất định phải lấy được mạng của anh. Tới đây thì mọi thứ cũng sáng tỏ, thì ra người ngụy danh Đới Vô Kỵ ra tay lại chính là sát thủ của Đường Gia. Tuy Vương Thắng không tự tay giết chết Đường Tiễn, nhưng cái chết của hắn lại có liên quan tới anh. Thậm chí chỉ có một mình anh sống sót đi xa, chuyện này một lời không thể giải thích hết được. Hơn nữa Đường Nghị cũng không muốn nghe những lời giải thích đó. Hắn cứ như vậy động thủ, mà Vương Thắng bên này cũng không phải là quả hồng mềm, anh lập tức rút súng phản công.
Tuy nhiên, thực lực của đối phương quá mạnh, tránh giao thủ trực tiếp vẫn là cách tốt nhất. Vương Thắng chọn cách chạy trốn. Nhớ tới hai chiếc nhẫn mà Đường Sao để lại, Vương Thắng liền lấy ra sử dụng. Một chiêu tung dao hoàn toàn không tạo ra bất cứ thương tổn nào cho Đường Nghị. Thấy vậy, hắn lập tức lao lên, nhưng vừa đi được nửa đường thì đám rễ cây từ dưới đất mọc lên cuốn lấy. Hóa ra thứ này không phải là bắn phát trên luồn như vũ khí tấn công mà là giam cầm đối thủ. Đồ vật này quả nhiên là không tầm thường, chỉ có điều là tiêu hao quá nhiều đấu khí. Với tu vi của Vương Thắng lúc này không thể tùy tiện sử dụng được. Tiếp tục đuổi theo đối vô kỵ. Cuối cùng Vương Thắng cũng nhìn thấy Cao Sao, nhưng mà tình huống của nàng ta hiện tại không ổn chút nào. Thân thể bị treo lơ lửng trên không, dù đã dùng hết khí lực dãy rùa vậy nhưng vẫn không thể thoát ra. Điều kỳ lạ là xung quanh hoàn toàn không thấy bóng người, cũng chẳng biết đối vô kỵ đã đi đâu. Khung cảnh này giống như là một cạm bẫy vậy. Vương Thắng cẩn thận chạy tới giải cứu, nghe những lời mà Cao Sao nói, quả thật đây chính là cạm bẫy. Trước đó, đối vô kỵ đã tung tin tức Vương Thắng đi ra ngoài Vô Ưu Thành cho những gia tộc có thù oán với anh biết. Bọn họ rất nhanh sẽ tới đây. Vừa dứt lời thì một mũi tên đã bắn tới cắt đứt dây thừng. Cao Sao cứ như vậy rơi xuống. Nếu như chỉ rơi xuống thì mọi chuyện đã không có gì đáng nói. Chỉ là xung quanh đã được đặt sẵn cơ quan. Nếu như hai chiếc hàm này khép lại, kết quả của cô nàng chắc chắn phải về với đất mẹ rồi. May mà Vương Thắng kịp thời giữ lấy đầu dây bên kia không cho nó khép lại. Tình huống này quả thật vô cùng éo le. Vương Thắng chỉ còn cách kéo lên rồi để Cao Sao bám vào cành cây trước. Tuy nhiên cách này cũng không thành công, cơ quan bị kẹt lại giữa chừng. Hiện tại chỉ còn biện pháp là cắt đứt dây thừng. Đáng tiếc là dây thừng này lại được làm từ gân yêu thú cao cấp nên vô cùng cứng cáp, đạn bắn không chút tổn thương. Đúng lúc còn đang suy nghĩ cách giải thì một đám người đi tới. Bọn họ hiển nhiên đến đây để tính sổ với Vương Thắng. Tới đây thì Vương Thắng đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Vừa phải giữ dây thừng giữ mạng cho Cao Sao, vừa phải đối mặt với kẻ địch. Rốt cuộc thì anh sẽ làm như thế nào đây? Ở phía xa xa, đối vô kỵ cũng đang quan sát. Cái bẫy này cũng là hắn đặt ra. Vương Thắng vốn giỏi dùng bẫy, thay vì giết chết anh ngay lập tức thì hắn lại muốn dùng bẫy lên người anh. Mọi việc bây giờ đã đúng như dự đoán, đối vô kỵ lập tức rời đi. Đám người bao vây cũng hô to một tiếng chém giết rồi lao lên. Video tới đây là kết thúc rồi, rốt cuộc thì Vương Thắng sẽ xử lý như thế nào? Về với đất mẹ hay liệu rằng sẽ có một cao nhân ra tay cứu giúp? Hãy cùng với chúng mình đón xem tập tiếp theo nhé! Và như thường lệ, hãy để lại cho chúng mình xin một like cùng một lời góp ý bên dưới phần bình luận. Và đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như nhấn vào biểu tượng quả chuông nhỏ nhỏ bên dưới góc màn hình để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!